Xin chào các em tuổi tuổi Ất Sửu 1985. Đây là video clip anh làm về 6 tháng cuối năm Đinh Dậu 2017 để nói về cái vận hạn của các em. Thì như đã nói thì các em tuổi này năm nay như các em đã biết thì từ đầu năm rồi thì đa phần nếu như các em có quan tâm tới tử vi phong thủy thì đầu năm các em đã biết. Thì các em năm nay vướng Hoàng Hốc và Kim Lâu, thì các em nếu như mà muốn xây dựng nhà thì cửa thì trong năm nay thì không thể nào được, tại vì cả Hoàng Hốc và Kim Lâu thì không thể nào mà mình mạo hiểm mà xây dựng cái nhà ha. Xét nội tại của cái tuổi này á thì các em có là can tương khắc với chi, tại vì hành can của em nó là ất thuộc hành mộc, mà hành chi sửu lại thuộc hành thổ, mà là thổ, mộc nó khắc thổ. Can chi có nghĩa là người mà của cái tuổi này á là cuộc đời có nhiều trắc trở cản lực ha, nhưng vẫn là thích làm chủ bản thân. Để đạt được thành công trong cuộc sống thì phải phấn đấu hơn những người bình thường rất là nhiều, và phải nói là tụi em là những số cái người không may mắn, thật sự là như vậy. Tuổi tuổi Sửu nữa mà có can chi mà tương khắc nhau như vậy thì chứng tỏ là những người sinh năm 1985 này thì sẽ không có cuộc sống gọi là sung sướng ở bản thân ha, có thể là cực thân. Tuổi Ất Sửu á là có mệnh Hải Trung Kim, Hải Trung Kim âm, cho nên là người mà tuổi này được gọi là người tuổi âm. Người tuổi âm á thì sinh vào các tháng mà 1, 3, 5, 7 là các tháng không kết thuận với tuổi mình, tức là người tuổi âm sinh vào tháng dương, tại vì tháng dương của ấy là tháng 1, tháng 3, 5, 7 là tháng dương, và tháng âm là 2, 4, 6. 2, 4, 6, cho nên là những người mà sinh vào tháng 2, 4, 6 thì những người đó là thuộc âm dương thuận lý, còn những người kia là âm dương nghịch lý. Mà âm dương thuận lý là một một điểm lợi của người trong tuổi, thì người sinh vào các tháng mà tháng âm á mà tháng 2, 4, 6 thì sẽ sung sướng và gặp nhiều may mắn trong đường đời hơn là những người sinh vào tháng dương. Đó là chia ra hai hai người này, chia ra một loại thì gặp trắc trở nhiều hơn, và một loại thì mình tương đối gặp may mắn so với cái tuổi kia thôi. Tức là can chi của cái tuổi này thì đã là khác nhau rồi, tuổi này đã khổ rồi, nhưng mà những người mà sinh vào tháng dương thì khổ hơn những người sinh vào tháng âm nữa ha. Đó, xem tương quan mà ngũ hành với lại bản mệnh. Bản mệnh là cái mệnh mà Hải Trung Kim của mình, thì người nam của tuổi này á, là thuộc cung càn hành kim. Bản mệnh là, và nạp âm ngũ hành là cùng hàn hàn kim, nạp âm ngũ hành của bình hòa nhau. Những người này á, tuy không vất vả như những người nghịch nhau về nạp âm ngũ hành và bản mệnh, nhưng cũng không phải là những người may mắn. Như đã nói thì những người tuổi Ất Sửu thì những người đa phần là cực thân, làm quần quật, có làm mới có ăn, tay làm hàm nhai ha. Những người này á, là thường á, là có hàng ấy, dễ người may mắn dễ thành công, thường phải không phải là những người gì may mắn thật sự như là can sinh gì nạp âm bản mệnh sinh nạp âm ngũ hành. Họ thường mà nỗ lực nhiều và thường họ phải nỗ lực gấp đôi cái người bình thường. Riêng cái người tuổi này họ phải nỗ lực gấp đôi người bình thường thì mới có được cái sự thành công trong cuộc sống. Còn người nữ của tuổi này á, thuộc cung ly hành hỏa, mà hỏa thì khắc kim, tức là nạp âm ngũ hành khắc bản mệnh. Thường những người này không may mắn trong đường đời, làm lụng vất vả cực thân ha. Gia đình thì cũng từ nhỏ rồi cực thân từ nhỏ, gia đình thì có gia đình thì cũng không có suôn sẻ, làm ăn thì nó cũng chật vật, cuộc sống khó khăn khó đặng ăn nhàn, gặp nhiều sóng gió. Người nữ tuổi Ất Sửu tính tình là hơi sòng phẳng, hơi sòng phẳng quá luôn ấy, nên ít bạn và không mấy được lòng thân bằng quyến thuộc. Ha, mấy chị nữ tuổi này là gọi là sòng phẳng lắm, mấy anh nam còn đỡ đỡ chứ mà thường là tuổi này là sòng phẳng. Họ không có muốn mắc nợ ai cái gì, mà cũng không ai muốn nợ mà không cái gì hết. Họ là rõ ràng tiền bạc lắm, cho nên là đôi khi rõ ràng quá về tình bạc nó dứt khoát về tình cảm, cho nên là nhiều người không thích ha. Rồi xét coi thử cái năm nay tuổi này nó như thế nào. Đầu tiên hết thì mình phải xét là nam tuổi này là như thế nào.
Ất Sửu thì năm nay năm 30 tuổi, nào người ta nói vậy, 31 bước qua 33 bước lại, thì cái đó là câu nói của dân gian thôi, chứ còn tử vi phong thủy không nói điều đó ha. Rồi thì tuổi này là tuổi mạng kim này, âm nam, sao năm nay của nam là sao Văn Hớn, sao chủ về chủ cứu phòng thương tật tai nạn ha, ốm đau, mồm miệng quan tụng giấy tờ. Rồi hạn thì là thiên la, thiên la là có bệnh rồi này kia quấy phá, con người âm đồ theo đuổi rồi là làm ăn rất là dễ bị xảy ra sự cố. Vận niên là mã bị đau tức là ngựa bị thương xấu, mạng kim gặp năm hỏa là tương khắc xấu, tuổi sửu gặp tuổi dậu ha, tỵ dậu sửu là tam hợp, chủ về sự hội họp tụ tập và tam hợp thiếu âm, cho nên là ok, tỵ dậu sửu là tốt. Nhưng mà thiên can ất gặp năm đinh là sanh xuất, chủ hao và tốn tiền tài. Thì xét sáu cái thì tuổi sửu ất sửu nam năm nay là có năm cái xấu, có một cái là tam hợp chiếu âm thôi, tỵ dậu sửu là được một chút xíu. Chứ theo những cái gì mà ở bên trên á, thì năm nay á, là năm đinh dậu á, vận chuyển của âm dương ngũ hành á, thì tiểu vận đóng tại cung Mão, thuộc hành mộc và hướng chính đông, đối với tuổi Ất Sửu là tuyệt địa xấu. Rồi tọa cung tiểu vận thì có các quan đới tuế phá, hai cái quan đới, cái thiên hư cái trệ, có thái tuế thiên việt đại hao mộ lưu ninh văn tinh thiên khóc, và cung nhị hợp có các sao thiếu dương bệnh phù tử địa bổng, điếu khách quan phù quả tú kình ngư thai thiên mã thiên phúc dương phù tam môn thiên khôi hỷ thần ô thần bệnh, có quả tú mà có luôn cô thần. Thì tổng đoán năm nay là một năm không thật sự may mắn đối với cái tuổi, đây là sách đó ha, không có nhiều thay đổi về bị công việc, bị hao tán về tài sản. Còn năm nay bản mệnh có âm phù dương trợ, tuy nhiên thì năm nay cũng lưu ý về vấn đề sức khỏe, đi lại ốm đau nên cẩn thận, mà trong năm tình cảm vợ chồng không được tốt bởi những cái sao như là quả tú và cô thần. Nó có cả hai cái sao đó ở trong một cái cung thì thật sự là nó không có thật tốt cho bản thân mình. Về việc mà sức khỏe nên chú ý bệnh về phần dưới cơ thể, phần bụng, thì bao tử rồi đường ruột rồi này kia ha, chứ còn phần ngực trở lên thì không có gì. Rồi đó là những cái mà chung của sách vở nói về cái năm này theo cái ngôi sao. Thì bây giờ mình xét từng tháng thôi ha. Thì tuổi tuổi Ất Sửu thì là mạng mạng kim, có tháng mùi là tháng này là tháng mùi thứ hai, tức là tháng mùi nhuận, là có thủy kim sinh thủy, là kim sinh thủy cho nên là sinh xuất, thìn tức sửu mùi ha, gặp sinh thìn tháng này nữa ha, tháng này là thìn tức sửu mùi nữa, cho nên là tứ hành xung, đó nằm trong tháng xung, tháng xung mà gặp tháng tháng sinh xuất về mạng kim sinh thủy thì tháng này chắc chắn là tổn tại. Tháng tháng trước nữa, tháng tức là tháng không nhuận, tháng 6 không nhuận, tháng đinh mùi không nhuận, thì làm năm nay chơi hai cái tháng xui nó nằm trong một chỗ, vừa sinh xuất vừa ha, là vừa có về gây gỗ về gia đình nè, tật bệnh nè, tai nạn và thậm chí là rất là tốn tài, tốn tài ở nhiều thứ, thì do là mình đã sinh xuất là đã mệnh đã sinh xuất rồi, gặp trong những cái năm là mình không có nhiều cái tốt ở trên đầu năm rồi, bây giờ vô xét từng tháng, vô tháng này là tháng quá xui, cho nên là hai tháng, một tháng rưỡi vừa rồi là tay tua, và còn nửa tháng nữa thì chưa hết đâu, ráng nửa tháng nữa đi, 15 ngày nữa nó hết tháng tháng xui ha. Tới tháng tới là tháng Mậu Thân, tháng Thân thì tháng Thân với lại
tháng thân là tháng thổ, cho nên là thổ sinh kim. Thì nếu về tiền bạc thì có thể là bắt đầu sẽ không còn cái việc mà mình tốn tiền nữa, tại vì 2 tháng vừa rồi là tốn nhiều rồi, tới tháng này hết tiền để tốn rồi ha, cho nên gọi là tới rỗng túi rồi còn đâu nữa tốn ha. Tháng thân thân tí thìn là tam hợp thì cũng không có gì ha. Tỷ dậu sửu, tới tháng tháng thân đến tới tháng 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 8 là tháng cực thịnh của tuổi Ất Sửu, đó là tháng tỵ, tháng tháng kỷ dậu mà có tam hợp thiếu âm tỵ dậu sửu cộng với thổ sinh kim nữa, thì tháng này là tháng chắc chắn là sẽ làm ra tiền. Nhưng mà các trang mạng thì mình thấy sách vở, mình có nghiên cứu các trang mạng thì nói rằng là tháng này là tháng tốn tiền, hao tài rồi này kia, nhưng mà mình thì mình nói rằng là tháng này là tháng tốt của các em Ất Sửu nam ha. Kế đến tháng Canh Tuất ha, tháng Canh Tuất thì cũng không có gì. Tháng Tuất thì là lại là tháng tháng Xuân. Không phải tháng Xuân. Đúng là tháng Tuất. Tháng Xuân thìn tức sửu mùi, thìn tức sửu mùi cho nên là tháng Xuân đếm. Tháng Xuân mà mệnh kim cùng mệnh cho nên là tháng Xuân này cũng không có đến nỗi nào, tại vì là tuất nó đi trước mình ha, trong tứ hành xuân con tuất nó đi trước mình, thì cái tháng này nó cũng có gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều cách trở, nhưng không có tốn tài, nó chỉ chủ yếu là về việc gây gổ trong gia đình và bệnh tật rồi hết. Nào tới tháng 10 là tháng Tân Hợi thì không có nhiều cái vấn đề trong tháng 10. Tháng 11, tháng Tý cũng vậy. Tháng Tý thì tháng Mộc là kim khắc Mộc nhưng là mình khắc nó cho nên là cũng không đến nỗi nào ha. Tới cuối hết là tháng Quý Sửu, tức là tháng tuổi của mình, tháng Quý Sửu là tháng Mộc ha, cộng tháng Mộc mà tháng tuổi cộng mình đó là tháng mình Sửu nhưng mà mạng kim, thì tháng này thì cũng không tốt lành gì, giống nó cũng giống giống như tháng sau. Cho nên là cần cẩn thận ha. Nếu như các bạn Sửu thì cẩn thận, nam cẩn thận luôn cái tháng 12. Tháng 12 này thì rầy rà về việc tốn tài và thua kiệt. Do là nó mạng khắc, mình khắc nó thì cho nên là chủ sai về tốn tài. Về thương kiện làm ăn thì không có tiền mà xảy ra xích mích vợ chồng nữa, cho nên là cẩn thận tháng 12 luôn. Thì nếu như vậy thì các em này là còn phải cẩn thận sau 15 ngày của Đinh Mùi nữa, thì còn phải cẩn thận 2 tháng đó là tháng, nhưng cẩn thận nhất vẫn là tháng Canh Tuất, tháng Kim ha. Không, nếu mà cẩn thận nhất vẫn là tháng sau những cái tháng sau cái tháng 6 này. Cái tháng 6 này là hai cái tháng 6 này là hai cái tháng xấu nhất của năm so với cái người Ất Sửu nam, thì tháng 9 thì cũng như đã nói nhưng mình vẫn đoán phải này rồi, thì cũng chỉ là tốn tài tốn sức rồi này kia, chứ còn tiền nghề thì mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà tháng 12 thì vừa tốn tài vừa kiện thương vừa ấy, cho nên là tàu lần đón lại thì ngoài 15 ngày sắp tới còn lại của tháng Đinh Mùi không được tốt đẹp như những gì các em trải qua trong 1 tháng rưỡi vừa rồi, thì còn lại là 2 tháng đó là phải cẩn thận vào tháng 9 và tháng 12. Còn bên cạnh đó thì mình có tháng 8 là một cái tháng thành công, hy vọng là mình có được những cái thông tin cần thiết về tử vi phong thủy cho các em, để các em có thể có được cái lộ trình hoặc là cái cách mình chuẩn bị cho những cái xấu ha, đó là của các anh em. Thì bây giờ mình đem tới còn thì các em nữ thì sao, các em nữ chắc mình nghĩ khá hơn, mình thấy chắc cũng không khá hơn bao nhiêu. Sao nữ thì năm nay là sao La Hầu, chủ chủ sao La Hầu mà nam thì là bị thiệt nhiều hơn là nữ, nhưng mà nó thí dụ như 100% sao La Hầu chữ xấu thì nữ cũng phải gánh được 60% cái chữ xấu của sao La Hầu. Sao này là sao khẩu thị tinh, sao chủ về mồm miệng cửa quan tai mắt tai tiếng thị phi kiện thưa và bệnh tật tai nạn. Hạn thì Diêm Vương là sao xấu chủ về ốm đau ha, tai nạn đối với làm ăn thì
thì lại tốt, à hạn diêm vương thì làm ăn là tốt ha. Vận niên vẫn là ngựa bị đau ha, ngựa bị thương. Mạng kim gặp năm hỏa là xấu nè, sửu gặp dậu là tam hợp thiếu âm, à chủ về hội hợp, chủ về tiền tài. Nhưng mà thiên can ất đinh là sản xuất, chủ về hào tài, cho nên là luận đóng các sao cũng giống như là bên kia, cũng có cô thần, cũng có quả tú, cũng có thiếu âm, cũng có địa võng, tức là năm nay cũng như các nam thì là một năm không phải là năm thành công. À, năm nay từ đầu năm tới giờ là ất sửu nữ thậm chí còn tay tu hơn ất sửu nam, bởi vì nắm cái sao la hầu, dù là cái bản mệnh sao la hầu cho nữ nó chỉ là khoảng 60% cái sự xấu xa thôi, nhưng mà trong đó mình lại có những cái ngôi sao nhỏ nó nằm ở bên trong nữa. À, sao la hầu mà có đi với tam môn thì rất dễ gia đình, rất dễ có tai, gia đình người thân rất dễ có tai, và có cả cô thần quả tú thì rất dễ xảy ra chia ly gây tan vỡ trong vợ chồng. À, cho nên là các em tuổi này phải cẩn thận nhiều hơn. À, anh nghĩ rằng đó là hai cái tháng đinh mùi vừa rồi, tới 1 tháng rưỡi đinh mùi vừa rồi, còn nửa tháng nữa thì thật sự là rất khó khăn với bản thân của tụi em, và tụi em phải rút kinh nghiệm ra rằng còn 15 ngày nữa nó cực kỳ khó khăn. Chứ cái dòng mà dậu đổ thì bị lên, khi nó đã xui rồi thì đụng cái gì nó cũng xui, thôi ngồi im chỗ đi, mình đang bị lún dưới sình càng quẩy nó càng lún. À, mình đứng im một chỗ đi để mình vượt qua hết cái chờ cái cơ hội để mình thoát ra một cái, chứ còn mình quẩy quạt nó lại lún xuống, mình bật là mình bật vậy luôn. Cho nên là ráng ngồi nó mà chờ thật, đừng có quậy nữa ha. Rồi cũng như các năm thì mình cũng có tháng chín là tháng canh tuất, là tháng kỵ, tháng kim, nhưng mà mình là nữ, bản mệnh sao la hầu, cho nên là tháng này thậm chí là có kiện thư, có dính đến công việc ha. Rồi tháng 12, tháng 12 sao la hầu thì nó thường về cuối nó mới là phát huy cái tính 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 lực của nó rất là cao ha. Có cả sự cô thần quả tú thì tháng 9 với tháng 12 là rất dễ xảy ra cái chuyện mâu thuẫn gia đình, và xảy đến những cái chuyện. Và tam môn thì có tam môn, có la hầu thì khó tránh khỏi cái việc mà có tam môn, cho nên là đề phòng. Mình cố gắng mình đi chùa đi đò, tháng 7 nè, còn 15 ngày nữa tới tháng 7 rồi. Mình cố gắng mình đi chùa, mình lễ Phật, mình đọc kinh Vu Lan để báo hiếu cha mẹ, để tích đức. Không có cái gì tích được đức phước bằng cái việc làm hiếu thảo, cái việc đọc kinh báo hiếu cho cha mẹ mình, cho cha mẹ còn đang sống, cha mẹ đã chết ha. Thì đó là một điều rất là tốt. Trên đây là những cái chia sẻ của anh về 6 tháng cuối năm, những cái vận hạn mà các em phải chịu, cái tuổi Ất Sửu 1985 này phải chịu. Tuy rằng đó là mình có một năm không mấy suôn sẻ, nhưng mà hy vọng rằng với những cái thông tin của anh đưa ra, các em biết được rằng mình nên và không nên làm gì ở những tháng còn lại, và mình biết mình xấu thì mình giải bằng cách nào cũng không có giải được. Nên nhớ một điều là không có cái gì mà nó cúng sao cúng mệnh, ngày tháng nào cũng cúng sao cũng xui, không có cúng đó. Nó thật sự mình nói chứ, cúng thì giải được cái hạn 1%, nhưng mà các em đi chùa lễ Phật, các em làm việc thiện thì nó tích đức để vượt qua cái khó khăn rất là cao. Cho nên là anh khuyên nè, mình gặp chuyện khó khăn anh nêu phong thủy tử vi ra cho tụi em thấy, để tụi em biết rằng tụi em đang chuẩn bị gặp một sự xấu, tụi em muốn vượt qua nó thì tụi em cần phải tích đức, tích phước, đi chùa làm việc thiện cầu an, đúng không, để có được cái phước, cái đức mình vượt qua cái chỗ đó nó nhẹ nhàng, chứ không phải là báo cho em biết cái xấu để tụi em tổ chức ra một cái lễ, cái cúng gì đó để mà giải cứu, hoặc là kêu anh cúng giùm em hay là kia. Bản thân anh là chỉ có nói ra được những cái xấu cái tốt thôi, còn vượt qua cái xấu cái tốt đó như thế nào là phải do bản thân của tụi em, do cái duyên cái nghiệp của tụi em tạo ra. Anh hay nói nè, là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không thể tránh, nó đến sớm hay đến muộn ha, và nhẹ nặng hay nhẹ là do phước và do duyên của các em thôi ha.
bye. Những cái chia sẻ này của các em, cảm ơn các em đã quan tâm và xem hết clip. Nếu các em thấy hay thì chia sẻ cùng mọi người và chia sẻ cho mọi người xem và like. Còn ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để có những cái video clip về tụi của mình thì nhận được thông báo, và cũng như là có những cái giới thiệu cho nhiều người cùng biết về những cái video clip tụi của những bạn bè anh em của các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại ở clip khác.